Có khỏe không ạ? Dạ con chào cô chú anh chị và tất cả các bạn đã có mặt tại sinh nhật tuổi 21 của con ngày hôm nay ạ. Dạ, ngày hôm nay thì giống như năm ngoái mà có khi là hơn năm ngoái nữa. Năm ngoái Thảo cũng dẫn ở đây cũng cùng với Cường và cũng chứng kiến là tất cả đại gia đình xanh đọt chuối. Và ngày hôm nay là Cường xem là không gian ngày hôm nay rộng hơn. Mọi người đến đông đủ hơn và mọi người đến từ rất là sớm để có thể chuẩn bị tất cả tươm tất từ sân khấu, từ quà tặng, từ bánh kem và những chiếc điện thoại đã giơ lên để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của em. Vậy thì bạn có lời gì muốn gửi đến cho tất cả quý cô chú anh chị đã hết lòng dành tình cảm của mình để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật như ngày hôm nay dành cho mình không? Dạ phải hay là xíu nữa là cái lời cảm ơn nó sẽ được thông qua từng lời hát đúng không? Dạ không, mình cảm ơn giờ luôn đi. Chứ để lát nó công đi lu bu rồi giống như đám cưới kìa ta. Hôm nay đám dạ, cưới. Dạ thì thôi để con cảm ơn trước luôn. Và hôm nay con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã đến đây để mà mừng tuổi mới của con. Và không biết nói gì hơn, xin tri ân của chú chị rất là nhiều ạ. Dạ rồi, vậy chắc giờ mình sẽ hỏi thử cô chú anh chị nào từ xa nhất đến đây đi ha. Dạ cho em hỏi ai ở thành phố Hồ Chí Minh ạ? Dạ rồi, ai ở xa hơn Hồ Chí Minh ạ? Miền Bắc. Rồi có miền nào chú cũng giơ tay cho nhỉ? Chú đa dùng miền hả? Chú là em mà có show nào là luôn luôn có mặt chú ở đó. À, dạ. Là đi tới vùng nào là định cư vùng đó. Đúng luôn, mỗi gọi là đại gia á, mỗi nơi có một căn nhà. Oh, wow trời ơi. Em cũng mơ ước vậy. vậy ai cô chú anh chị nào ở miền Trung mà? Cũng y chang luôn. Dạ ai ở hải ngoại về ạ? Wow, chú cũng ở nước ngoài luôn. Trời ơi, quá dữ luôn. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị rất là nhiều. Và đã không ngại thời gian là quãng đường, khoảng cách địa lý rất là xa. Nhưng mà tình cảm của các cô chú anh chị ở đây dành cho Cường thì Cường cảm nhận được chắc là từ lâu rồi, chứ không phải là mới bây giờ đâu ha. Rồi, vậy thì năm 2023 thì Cường đã có chia sẻ ở trên các nền tảng xã hội đó là Cường đã cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì 2023 là một năm rất là thành công với Cường và nhận được rất là nhiều tình yêu thương của đại gia đình xanh đọt chuối. Vậy thì 2024 Cường có một món quà tinh thần hay một dự án nào để có thể gửi tặng đến cho tất cả các cô chú anh chị không? Dạ thì dạ chưa dạ năm nay chưa. Phải nói là như con đã chia sẻ thì năm 2023 là một cái năm vô cùng là hạnh phúc đối với em, bởi vì là em được nhận được những cái tình yêu thương của cô chú anh chị rất là nhiều. Và trong năm 2024 thì em cũng nhóm nhém những cái dự định nho nhỏ thôi, em cũng chưa có hứa trước là một cái sản phẩm lớn hay là một cái nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ dành tặng cho cô chú anh chị những cái sản phẩm hay nhất. Dạ cảm ơn Cường. Ở đây vậy cho em hỏi ở đây ai sẽ ủng hộ cho những dự án sắp tới của Cường? Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Quá trời luôn.
Rồi, vậy ngày hôm nay, sau ngày hôm nay thì Cường sẽ chính thức bước sang tuổi 21. Vậy thì nếu dành cho em 3 lời chúc dành cho chính bản thân của mình, Cường sẽ chúc gì? Bạn của bạn Cường chúc. Quá trời quá đất, một hồi cái xong không còn giữa sân khấu nữa luôn á. Lời chúc hả chị? Đúng rồi, chúc cho chính bản thân mình. Lời ước hay là chúc ta? Ước là xíu nữa mình đốt bánh kem mình ước. Bây giờ là mình chúc cho mình trước để tất cả mọi người cùng nghe. Chứ lời ước gọi là ước là thầm thì cho chính mình thôi. Thì nhân tuổi mới thì em cũng xin chúc cho em. Lần đầu tiên thấy sinh nhật của mình tự chúc cho mình luôn. Dạ em thì em cũng mong chúc ra cho em thì tuổi mới sẽ thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe và nhận được nhiều tình yêu thương hơn của cô chú anh chị dưới đây ạ. Rồi, và bây giờ sẽ là giây phút mà gọi là có sự khác biệt hơn năm ngoái. Năm ngoái là chúng ta chỉ có cắt bánh kem thôi, năm nay chúng ta cắt bóng bay. Rồi, mời Cường sẽ di chuyển qua bên phải khu vực sân khấu nè, thấy tuổi 20 không? Đó, cho em xem nét nhạc đi ạ. À, dạ rồi, sau khi mà Cường vừa cắt xong số 0 đi, số 1 lên thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hát vang ca khúc Happy Birthday được không ạ? Dạ cắt số 2 hay cắt số 0? Bây giờ em muốn 0 tuổi hay là 21 tuổi? Dạ thôi, cho em 10 tuổi thôi cũng được. Rồi, 3, 1, 2, 3. Để số 2 thôi, đừng số 1. Day to you, happy birthday to you. Rồi, chúng ta di chuyển ra sân khấu đi. Em thấy không, mình phải ăn nhiều vào mình mới cao, mới lớn hơn được. Bây giờ mọi người chuẩn bị bánh kem quá bự rồi. Em đứng ở sau là che hết luôn, cô chú anh chị không thấy em đâu luôn. Rồi, bây giờ cho em chọn em thích bên nào? Bên này hay bên này? Có từng bên đi chị, bên cái nào nha. Trước cũng được. Rồi, cái này trước đi, mình cũng thuận bên trước đi. Ok. Dạ, câu cứu, dạ ai có thùng quẹt cho em xin được không ạ? Dạ vâng. Rồi, em cũng sẽ nhắc lại là sau cái giây tập Cường thổi nến thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên sân khấu để có thể trao quà. Rồi, và bây giờ thì chắc là để chị cầm giúp em micro em ước đi ha. Bây giờ là ước thầm kín nè. Cường, mừng Cường mới. Trong thời gian này cho em xin ly của tất cả các quý cô chú anh chị. Chúng ta rót thật đầy ly để cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật Cường được không ạ? Dạ rồi, một lần nữa em xin mời tất cả cô chú anh chị. Chúng ta sẽ rót nước của mình thật đầy ly ạ. Ai uống gì thì rót nấy nha. Ai quá. Rồi, cuối cùng cũng xong. Đây, cắt bánh kem. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
trái, quá trời quá đất. Bây giờ em muốn ướt hai lần không? Điều ướt mình ướt một lần nó mới okay, thành. Em tham lắm, để em ướt thêm. Rồi, ngày hôm nay ai cũng bao dung với em hết cả, em muốn ướt bao lâu cũng được. À, cái dạ, cái thùng, cái máy quẹt em mới để đây, ai lấy của em rồi? Dạ. Dạ, cô chú anh chị thông mến, bởi vì là mình cũng đang livestream và quay hình á, cho nên là những ai mà đang đứng khu vực trước thì chúng ta hạ thấp người một xíu nha, để có thể lấy hình khoảnh khắc mà Cường cầu nguyện, khoảnh khắc mà Cường có thể cắt bánh kem thổi nến á, được không ạ? Dạ, cầu nguyện nữa nha. Em cắt lần nữa nè. Nữa hả? Đúng rồi, mình thổi mình phải cắt cho đúng quy trình chứ. Dạ rồi, thưa quý cô chú anh chị thông mến, ai mà chúng ta muốn gửi tặng quà hay là tình yêu đến cho Cường thì chúng ta sẽ nép bên cánh trái giúp em với nha, để chúng ta lên từng người, để cho không gian ở trên sân khấu á, nó sẽ dễ dàng lấy hình từng người hơn à. Rồi, mời Cường ra giữa sân khấu nha. Dạ rồi, chắc là em mời tất cả quý cô chú anh chị với lại các bé, chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau một xíu để có thể dễ dàng lấy hình hơn ạ. Không, nói lại chị. Hôm nay là Cường dễ thương nhất trong tất cả mọi ngày, trong tất cả những lần chị gặp. Dạ, mấy lần kia con không dễ thương hả? Chắc vậy rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, cô chú anh chị thông mến, ngày hôm nay á, là em biết là chúng ta đến đây rất là muốn đứng gần Cường để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ lên lần lượt từng người nha, để tránh cái việc là chúng ta hơi chen chúc trên này thì chúng ta không có hình đẹp ạ. Cường ơi, cô là chị nhận cho cô Hồng Hạnh 10 triệu đồng. Phượng ở Buôn Mê Thuật, Hương ở Linh Bình. Còn có một trường hợp đặc biệt là cô Triệu Thị Cần ở Hà Nội. Cô Cần thì hiện nay cô đang bị ung thư ác tính, nên là cô trao phần quà cho Cường là 3 triệu đồng, cùng với lời nhắn cho gia đình Thanh Lập Chuỗi là nếu như sau này cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ phù hộ cho tất cả mọi người trong gia đình Thanh Lập Chuỗi, để mọi người thay cô đồng hành cùng Cường, ủng hộ Cường và luôn ở bên Cường. Dạ, đây là lá thư cô viết cho Cường và 3 triệu đồng của cô. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn cô cần có xin với Cường là cho tên biển đại diện ôm Cường một cái cho cô cần. Dạ vâng ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, chị ơi, ngày hôm nay là chương trình của chúng ta. Cần riêng món quà của tên biển được cùng với lại tất cả mọi người, các cô chú hâm mộ Cường và hâm mộ thơ ca thì đã in một cuốn sách có tên là Song Ngư Tỏa Sáng để tặng cho tất cả gia đình Thanh Lập Chuỗi. Hiện tại cuốn sách này được in ấn là 210 cuốn, tương đương với tuổi 21 của Cường. Thì tin chúc Cường là luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn thành công. Dạ vâng. Và năm mới đạt được nhiều ước mơ của mình như mình đã mơ ước. Dạ vâng. Sẽ được Cường nhận cuốn sách mà chị vừa nói. Dạ rồi, sẵn em cũng xem phép cô chú anh chị một việc. Đó là ngày hôm nay là em quan sát là cũng có hơn 500 cô chú anh chị đến đây. Mà nếu như cả 500 cô chú anh chị chúng ta đều lên gửi gắm tình cảm khoảng 2 phút, 3 phút thôi, là Cường không có đủ thời gian để có thể tiếp cận được tất cả mọi người. Cô tặng quà con trước rồi chúc con sau nha. Dạ
hộp này ra. Lấy cái này ra mở ra coi chị. Xin chào. Cây quạt nha cả nhà. Hồi lúc đăng ký đăng lên trên fanpage là tôi nói có 2 triệu đồng, tại sao có vàng mà có 2 triệu đồng? Là tại vì làm cây quạt thì phải có tiền. Alo. Được chưa anh? Có cần em hỗ trợ không ạ? À? Em cầm micro giúp cho. Con nói xong con mở nha. Đây con cầm như vậy. Khi cô đếm 1, 2, 3 thì con mở cái bánh này qua đây này để cho dễ thứ 3 nha. 1, 2, 3, mở. Thì là như vậy mà. Con lấy hoài vô đi. 2 chỉ vàng 4 số chín nha. Dạ rồi à, em nhờ các anh chị chúng ta sẽ lên hỗ trợ để không bỏ đi. Đây là món quà thứ ba. Nhân dịp sinh nhật của Cường. Vậy chụp lại đi. Chụp lại đi. Được chưa anh? Nhân dịp sinh nhật của Cường cô chúc Cường có một đêm sinh nhật thật là tuyệt vời. Chúc con cả đời vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bước sang tuổi mới 21, cô chúc con sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Khán giả ngày càng đông, yêu thương ngày càng nhiều, nhiều nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, tới rồi. Ai đó. Đây, em coi nhìn vô mấy ảnh kìa, coi nhìn vô mấy ảnh nè. Cảm ơn hai bé nha. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay cô chúc mừng sinh nhật con 21 tuổi. Cô chúc con thật nhiều sức khỏe. Năm nay thật đắc xô. Bạn sự như ý. Luôn tỏa sáng sân khấu và luôn đạt những thành tích mới trong lĩnh vực âm nhạc. Cô chúc con ngày càng đẹp trai hơn nè. Nhớ mặc đồ xì tin chút nha. Cảm ơn cô. Đây là món quà của cô Lan tặng cho con sinh nhật. Một hộp quà chứa rất nhiều yêu thương trong đây. Tuy rằng hộp quà này vật chất không có mà tình yêu rất là nhiều. Đây là hai món này của cô. Cầm đi. Cô đưa con cầm. Con cầm. Cô đếm được mấy tờ không? Con đếm cho. Đây là cô Yến Lê bên Mỹ. Cô không có về dự sinh nhật, thăng từ từ thăng ôm tặng cho con 500 đô. Cô Yến Lê cũng chúc con
thật nhiều sức khỏe. Năm nay đắc xô, sang năm cô Yến Lê về đi sinh nhật con tiếp. Đây là 500 đô cô Yến Lê tặng cho con. Dạ rồi, bây giờ sẽ là một phần quà rất là đặc biệt. Và em nghĩ là đây là một phần quà rất là ý nghĩa mà cả gia đình Đọt Chuối gửi tặng đến cho Cường. Bây giờ là Cường đoán một xíu nha. Đây sẽ là một người cô đã từng dành, đã từng và cho tới thời điểm bây giờ dành rất nhiều yêu thương cho em. Và em có chia sẻ thì cô, em cũng xem cô giống như là một người mẹ thứ hai của mình. Em đoán ra ai chưa? Em đoán ra ai chưa? Ủa là sao chị hỏi câu này ta? Dạ. Cùng quê. Có cùng quê với em không? Cùng quê luôn. Dạ, cô Oanh đúng không? Dạ, con xin mời cô Oanh phần quà đặc biệt nhất trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, tuổi 21 của Cường ạ. Dạ, con xin mời cô tiến ra sân khấu ạ. Hôm nay cô đột kích lên đây luôn hả? Đúng rồi. Dạ, cô Oanh ơi, em vừa nhận con vừa nhận thông báo là cô Oanh lên nãy giờ rồi, cô chỉ đợi cái giờ phút Cường đoán ra tên và tiến lên sân khấu rồi. Dạ, cho con hỏi nè. Đây. Trời ơi. Chào cô. Dạ, chắc là mời cô gửi một vài đôi lời tâm tư gì đó đến cho Cường nha. Nói chung là cũng rất là mong muốn gặp Cường trên sân khấu như thế này rất là từ lâu, nhưng mà hôm nay mới có dịp. Với nhiều lý do nên hôm nay mình mới lên đây được để gặp Cường trên sân khấu. Và cũng muốn dành cho Cường một bất ngờ, nhưng mà không biết Cường có bất ngờ không? Có bất ngờ không Cường? Em có bất ngờ không? Dạ, hú hồn luôn. Hồi trước có bị ăn chửi nhiều không mà sao hôm nay hú hồn? Cái này có chị, nhiều lắm. Tương đối nhiều. Dạ, tương đối nhiều. Hai cô cháu giận nhau cũng trong năm nay thôi cũng gần chục lần rồi đó. Giận xong làm lành, giận xong làm lành vậy đó. Rồi hứa hẹn năm sau không biết có vậy nữa không? Dạ vậy chắc cứ điều điều đi cô. Cũng được, tại vì nói chung là không có Diệu Cường thì mình cũng cảm thấy rất là buồn. Lâu lâu là cũng phải kiếm chuyện. Dạ, cô trò cũng phải có gì đó để cho nó vui. Dạ, hai cô trò lâu lâu cứ tự nhiên cô Oanh cứ chặn mà không biết lý do. Xong cái cổ mở chặn, rồi cái tới con chặn. Nói hai cô cháu cứ chặn qua chặn lại rồi không có nói được cái điều gì hết trơn. Dạ chắc càng giận càng thương đúng không? Nói chung là tại vì tình cảm của cô trò nó đông đầy quá, có nhiều thứ mà hai cô trò rất là hiểu nhau, tương đồng với nhau rất là cao, nên mà hai cô trò rất là thích chơi đám đố với nhau. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của con, thì cô cũng cố gắng để lên chúc mừng sinh nhật của con. Cô rất là xúc động. Cô mong là năm sau con sẽ thành công hơn nữa trên con đường học vấn, trên con đường âm nhạc. Và những tình cảm của cô dành cho con thì có lẽ là con quá hiểu. Rồi mọi người ở đây cũng chắc có lẽ là cũng hiểu, rất hiểu. Rồi chúc con sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cô. Cái bó bông này là của Mini nó làm tặng con. Cái này là tấm lòng của cô. Rồi, chắc là ngày hôm nay là hết giận rồi. Trời ơi, MC đứng đây giới thiệu cũng cho luôn. Đau. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Con mời cô xuống, chắc là mình ngồi. Rồi sau đó mình xíu nữa Cường sẽ đến chụp ảnh cùng với tất cả mọi người ạ. Happy birthday con. Hôm nay là
cái sinh nhật lần thứ 21 của con. Một cái sinh nhật mà đẹp nhất trong cái tuổi thanh xuân của con đó. Cô cũng chúc cho con là mãi đông đầy yêu thương bên gia đình xanh đột chuối, và lúc nào cũng có nhiều sản phẩm âm nhạc rất là hay để các ngoại, các mẹ và các cô chú, anh chị thưởng thức. Và đây là cái món quà của cô. Món quà này chắc là rất là đặc biệt. Dù con có 22, 23, 25, 30, 35 tuổi thì nó vẫn mãi bên con. Và suốt ngày con có thể nhìn nó và thấy mình đã có một cái thanh xuân rất là tuyệt vời và có những cái quãng đời tuổi trẻ rất là đẹp đẽ. Cô chúc mừng con. Và đây là món quà của cô Hồng Đào. Cô Hồng Đào ơi, bây giờ bên Mỹ mấy giờ rồi cô ha? Cường đang nhận món quà yêu thương của cô đây. Cô nói rằng là Cường như là một bông hoa hướng dương ở chính giữa, và cả chúng ta là những bông hoa xanh đột chuối xung quanh We Love Hồ Văn Cường, và mãi là chúng ta We Love Hồ Văn Cường, được không cả nhà? Chúng ta cho Cường một tràng pháo tay để nhận tình yêu thương của cô Hồng Đào ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Và cô Hồng Đào có tặng cho con một bao lì xì. Và đây là món quà của nặng quá cho cô để dưới nha. Cô Hồng Kông, một cô fan từ Hồng Kông đã gom nhạc tình yêu thương cho con từng ngày đong đầy trong cái món quà yêu thương này. Cô có nhờ cô Hồng Kông có nhờ cô trao cho con món quà yêu thương này, và chúc cho con một đời an nhiên và mãi mãi hạnh phúc bên gia đình xanh đột chuối của mình ạ. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ thưa tất cả các quý cô chú anh chị, con thấy là các cô chú anh chị đang xếp hàng rất là dài, và ở dưới này con rất là nhiều. Nhưng mà lỡ như mà chúng ta không có đủ thời gian để lên trên này á, bởi vì là ngày hôm nay mình tổ chức sinh nhật tại đây á, thì cũng có giới hạn thời gian với bên nhà hàng rồi. Nếu như mà mình lên hết á, mà mình mỗi người 5 phút mình đứng mình chia sẻ, mình trò chuyện như vậy á, là đảm bảo là không có đủ thời gian. Nên là cho phép em xin được phép là nói với cô chú anh chị là chúng ta lên tầm khoảng 30 giây thôi. Mình gửi quà rồi sau đó là mình xuống. Xíu nữa Cường sẽ đến từng bàn để có thể chụp ảnh, rồi khi đó mình trò chuyện gần hơn với Cường, được không ạ? Dạ, con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nhân dịp sinh nhật tuổi 21 của con Hồ Văn Cường, đại diện cho xã Nhật Chuối Hải Dương, nên trao quà và quà, và mong rằng là tuổi 21 của con sẽ thành công rực rỡ, và màu xanh đỏ chuối sẽ trải dài khắp đất nước và trải rộng trên đất, trên cả tất cả thế giới. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh rất nhiều, quá đúng thời gian luôn. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Dạ rồi chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh ạ. Dạ con mời cô nhìn ở mấy ảnh để mình chụp ảnh ạ. Dạ rồi, cảm ơn gia đình, con cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Con đứng yên chụp hình nha. Tay đứng vô đây. Rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ để chụp hình xong con đưa micro liền luôn. Cô đứng sát vào xíu để chụp ảnh. Mai. Còn cái này là của cô Mai Lan Vĩnh Long. Dạ con cảm ơn cô. Đây là ngày con ra đời, là ngày hạnh phúc của mẹ, cho nên nó là nhân dịp ngày này cô cũng gửi tặng em Ngọc Thu, mẹ của con, một chiếc vòng tay giá trị không đáng là bao nhiêu, nhưng mà giá trị sử dụng thì rất là nhiều. Cô nhờ con trao gửi đến mẹ con và
cũng nói lời cảm ơn với mẹ con là bởi vì đã sinh ra một đứa con rất là tuyệt vời là con. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cái này không phải là hộp bánh mà là những cái bài viết của cô dành cho con cả trọn một năm. Và trong đây á, có một bài một năm nhìn lại. Con, cô biết con rất ít thời gian, nhưng mà thời gian có hay không là do mình sắp xếp. Cô rất mong con tranh thủ đọc. Năm sinh nhật của con, cô chúc con trước hết là phải nhiều sức khỏe, học thật giỏi, hát thật hay và giữ được cái bản chất Hồ Văn Cường như bây giờ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, mời cô. Dạ. Dạ. Rồi con mời cô với Cường nhìn vào máy ảnh để chụp ảnh ạ. À. À, cô ơi nhìn vào máy ảnh mình chụp ảnh ạ. À. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ rồi mời cô nhìn máy ảnh ạ. À. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Trời, cô chú anh chị nào cũng lên nhanh nhanh chụp ảnh dài như là vậy là ai cũng có cơ hội đứng ở trên đây để có thể tiếp cận gửi tặng yêu thương dành cho cô. Chị ơi metro chị. Nói vậy này phải dạ. Chuyển qua yêu thương của cô Đặng Thị Hương ở Tây Úc. Đây là món quà của cô Hương dành tặng cho Cường. Chúc con sinh nhật vui khỏe, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công mới. À, đây là cái chúc mừng người ơi đừng bỏ quê ha, và một mùa xuân bên nhau trọn vẹn và đông đầy yêu thương, và nhắc nhở các khán giả ở hải ngoại lúc nào cũng nhớ về quê hương của mình. Và người ơi đừng bỏ quê, cảm ơn con đã cho các cô chú một món quà rất ý nghĩa. Dạ, nhìn thẳng vào máy ảnh giúp em giúp con cô. Dạ rồi, nhìn máy ảnh ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. À. Mình có đi chung không chú? Nếu mà mình đi chung thì mình lên chung luôn ạ. À. Dạ, một giỏ hoa rất là xinh đẹp đến từ FC Bình Dương. Bây giờ sẽ là FC Đồng Nai. Cường ơi, hôm nay là nhân dịp tuổi 21 của con. Các cô đại diện cho FC Đồng Nai chúc con sức khỏe, công danh thành đạt và mọi điều như ý nha. Nãy giờ là em có quan sát là cô chú anh chị lên đây đã wow. Dạ dịnh lại không là bay luôn đó. Hôm
nãy giờ là em thấy cô chú anh chị lên trên này đang rất là tiết kiệm thời gian luôn. Điều này là em rất là cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, bởi vì đã thấu hiểu cho ban tổ chức của tụi em mà. Một giây thôi nha. Thật sự là tình yêu của mọi người đối phương rất là quý quá trời quý. Tiền có, vật chất có, cái gì cũng có, tình yêu có. Nhưng mà riêng cái món này á, là thật sự là cô rất là mệt, bệnh. Nhưng mà cố gắng ngồi sơn cho Cường một con heo để Cường bỏ hết cái trái tim của nhà xanh độc chúa vô đây để Cường giữ gìn nha. Cảm ơn quý vị. Hôm nay sinh nhật của con 21 tuổi. Bà ngoại cái nhỉ, bà cô cái giờ này gọi bằng cô năm nay mới có 69 tuổi. Cho nên nhà chưa được làm bà nha, mọi lần trước xưng bà. Thì bà ngoại cái nhỉ, bà cô luôn sinh nhật con tặng 500 đô. Và chúc con thật nhiều sức khỏe và được mọi sự bình an, tràn đầy hạnh phúc và học tập thật giỏi, hát thật hay hơn nữa để không phụ lòng khán giả hiểu mà thương yêu quý mến con nhiều. Dạ, chắc là bây giờ cho em xin là tầm khoảng 4 năm cô chú anh chị lên một lượt được không ạ? À? Tại vì cô chú anh chị có muốn nghe Cường hát không ạ? À? Dạ, vậy thì cho con xin là 4 cô chú anh chị cùng lên gửi quà cho Cường một lúc nha. Con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Dạ, 7 người, mình lên 7 người luôn cô. Dạ, mình đi nguyên FC thì mình lên luôn cũng được ạ. Dạ rồi, à, có mời 1, 2, có mời cô chú anh chị chúng ta lên luôn ạ. Dạ rồi, có mời cô. Mình gửi xong mình chụp chung tập thể một lần luôn được không ạ? Dạ. Dạ rồi, con mời cô nhìn mấy ảnh ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cậu bé rất là nhiều. Nói hết nổi. Chú Thọ, chú Thọ tặng cho con cây nhà lá dừa, chú tự tay chú hái. À, bây giờ nói của mọi người trước. Cái này là hai bạn của Hồ, Hồ Xanh, với lại ở Gia Lai, với lại cô đọc được. Nhà cô Hoa Lê, cô Hồ Xanh. Hoa Lê là ở bên Anh, Hồ Xanh ở Gia Lai. Hồi nào giờ cô không có gì tặng con kỷ niệm hết. Cái này là con tặng con cái cốt cài hình con tượng hoàng để con bay. Còn cái này là của nhóm của cô đó, tặng cho con. Dạ rồi. Dạ. Có mời mời anh, mời chị và Cường chụp ảnh chung luôn đi ạ. À dạ. Dạ rồi, cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ bây giờ chúng ta lên FC luôn nè. Con mời các cô. Rồi mời các cô, các chị. À là có 3 người à. Cô đại diện cho FC Tây Nguyên gửi cho con một món quà nhỏ này. Con sinh nhật vui vẻ. Dạ xin được cảm ơn các cô đến từ FC Tây Nguyên rất là nhiều ạ. Dạ con cảm ơn các cô rất nhiều. Dạ rồi con mời các cô.
món quà này là của cô Hà, cô Thủy ở bên Mỹ. Cô Kiều Anh, con cầm mic vô cho con gửi cho nó. Dạ. Mic vô. Dạ các cô ơi, các cô các chị nhìn vào mấy ảnh giúp con ạ. Dạ rồi. Đây là của cô Kiều Anh, để tôi từng để trên này xuống. Quá trời quà rồi. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ là ép xe khác lên nè. Quá trời. Đây là của nhóm của các cô vào giấc. Có bông dê của vào giấc. Dạ, con cảm ơn các cô rất nhiều. Con ơi, hôm nay là sinh nhật của con, nhưng mà cô cũng đường xa lắm, vượt 1,500 km đấy. Cô tuy cho có cháu nhỏ nhưng mà đến ngày sinh nhật của cô là cô nôn lắm, nên cô cũng phải đi cho kỳ được. Mà cô vào từ hôm 13 thôi. Nên cô có món quà của cô Hương và cô Hoa đấy, gửi cho con này. Chúc con sinh nhật và thành công nhé con nhé. Dạ. Cảm ơn cô. 1,500 mấy km, ai xa hơn 1,500 km ạ? Dạ rồi, còn rất là nhiều, con thấy các cô ở đằng xa xa kia nữa, con thấy các cô rồi. Một xíu nữa Cường sẽ đến từng bàn. Dạ rồi, con thấy cô luôn rồi ạ. Dạ, SC với chúc mừng sinh nhật con, Cường làm cái người Cường gửi tặng 5 triệu. Nhà cô Ngân Kim. Dạ dạ, cho cô chụp tấm hình. Ghê lắm. Đứng này, cô đứng qua bên này. Dạ rồi, con mời các cô. Đây, chú này. Có luôn đồng phục của cô. Đồng phục của... Dạ. Đây là mẫu quà của ba em từ Úc. Chúc mừng sinh nhật kia chị. Dạ, con mời các cô nhìn vào mấy ảnh ạ. Quá đẹp luôn. Mỗi này là đồng phục của FC, riêng của FC bên chỗ mình. Dạ, xíu nữa mình được tập riêng á chị. Bây giờ đông, bây giờ mọi người lên hơi đông á. Dạ rồi, rồi mời chị với lại bé. Tiên xin chúc cả đại gia đình sách vật chuối được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Sau đây thì là cháu xin chú đại diện cho FC của hai tỉnh Nghệ An và tỉnh gửi món quà yêu thương cho cháu, là chúc cháu là khỏe mạnh, học giỏi, là cả đời bình yên và luôn luôn phát triển đến bầu trời âm nhạc. Đúng không cháu? Dạ, cảm ơn hai cô chú rất nhiều. Cảm ơn dạ. Chú. Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ, đây là tấm ảnh mà
lúc mà em Cường mất đời trai đó. Em nhớ không? Xô ở Hà Nội. Hai bé lên hung em á. Xong rồi em Cường nói trời ơi giờ chắc tôi mất đời trai. Dạ, thì đây là cái tấm ảnh và kèm theo cái phong bì của bà nội Liên và hai em Dương Sang và Dương Đan tặng cho em Cường. Có phong bì 1 triệu và kèm tấm ảnh. Và kèm theo đó là một cái phong bì của anh Tony 5 triệu và 1 triệu của một cô giấu tên ở Huế ạ. Dạ. Cô là Trần Ngọc Lan ở Quảng Trị, năm nay cô đã 70 tuổi và một mình từ Quảng Trị vào đây dự sinh nhật lần thứ hai của con. 21 cô. Sinh nhật lần thứ 21 của con. Lần thứ hai cô vào dự sinh nhật của con và lần này là cô đi một mình và cô không có gì hơn là chúc con năm tuổi mới là mạnh khỏe và thành đạt ở trong cuộc sống và chúc gia đình đồng người là mạnh khỏe giúp đoàn kết cùng nhau để giúp đỡ con là vượt qua những khó khăn gian khổ để có những cái thành công tốt đẹp đến con đường phát triển nghệ thuật. Cho con xin phép là hết hàng này thì mình sẽ tạm ngưng cái coi cái việc lên sân khấu tặng quà một xíu đúng không ạ? Rồi sau đó là tất cả cô chú anh chị chúng ta sẽ chưa sẽ đến tận nơi nhé ạ. Đây là tem của Cam Ranh Nha Trang Khánh Hòa sẽ lên chúc mừng tuổi 21 của ca sĩ Hồ Văn Cường và hy vọng là một ngày nào đó sẽ là ca sĩ Hồ Văn Cường ra đến thành phố biển Nha Trang để cho FC Ba Miền đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Để mọi người dân Nha Trang được nghe tiếng hát ca sĩ Hồ Văn Cường. Đây quà của cô tặng con, xin mời con lớn con nó sẽ. Cô Hương Phan ở Cam Ranh thích đấu giỏi và hay thành công trong mọi lĩnh vực. Cảm ơn.
sau lần này là có thêm tấm hình nữa nè. Mới đọc đi. Đọc lớp mấy rồi? Lớp 3 rồi, mày đọc đi. Chưa tôi đọc chi? Đọc lớn lên. À, vậy 86 tuổi gồm 2 mình sinh. Đúng rồi. À, góc mặt bên này mới đẹp đúng không? Quá trời rồi. Cali tặng con, cô họ Hồ ở Cali. Con này một cô làm áo nhiều lắm, áo nào cũng có hình con trong đây nè, gửi tặng con. Một cô Phan Thị Lý ở Hải Dương tặng con 1 triệu. Cô Mi Ngọc Hoàng Lê ở Úc tặng con 3.256.000. Tuổi mới, chúc con đạt được những mơ ước của con. Cô nói một câu: cuộc đời không có cái gì là vĩnh cửu cả. Cao thủ không bằng mình tranh thủ. Cuộc đời không có gì là vĩnh cửu hết á. Cao thủ cũng không bằng tranh thủ. Để tối về con ngủ con chiêm nghiệm con này sao? Đi hả? Cho chụp hả? Lâu lâu có chụp được bôi vậy nè. Phải ôm cái đi. Xin lỗi cái đi. Rồi, à, tất cả nhìn mấy ảnh giúp con ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thank you.
sân khấu luôn rồi. Thời này không biết chừng nào Cường mới hát được luôn á cô chú anh chị ơi. Ngày hôm nay Cường chuẩn bị cả 100 bài lận. Dự định là cả 100 bài lận á, vắt kiệt sức trên sân khấu để mang đến lời ca tiếng hát mà. Dạ, xin chào các cô chú anh chị, vì quậy là hốt hội chót cho quậy xin thêm được 2 giây nhé. Thì quậy xin được trao gửi yêu thương của các cô chú anh chị ạ. Dạ, đây là quà của cô Hà Nội với Út Cường. Cô có từ Hà Nội, cô có vào, cô ngồi ở dưới và cô có sắp theo đặc sản gửi cho em. Còn đây còn là quà của cô Thúy Hà, cô mới từ Mỹ về luôn. Và cô cũng có ngồi dưới, cô cũng gửi em bao lì xì và... của chị Sương Hồng ở Kiên Giang gửi Út Cường một đôi giày, hy vọng một ngày nào nó đồng hành cùng với Út Cường. Dạ, đây là quà yêu thương của chú ở ngoài Bắc Cạn, chú ấy gửi cho Út Cường một cái chai rượu thuốc. Thì Út Cường thì không uống được rượu đâu, nhưng mà về có cho ai tặng ai hay bố mẹ có lúc nào đau nhức xương khớp hay gì thì dùng đó. Đúng vậy á. Dạ, còn đây là quà của cô Ngoan ở Điện Biên Phủ, cô Lợi Nguyễn, cô cộng với cô Quý Lý ở Tuyên Quang, cô Tăng Tú Như ở Quảng Ninh, cô Lê Yến Nhi ở Thái Nguyên, cô Ngọc Oanh ở Quảng Ninh, Út Cường. Dạ, vì là quậy là hốt hội chót cho quậy xin một giây nữa thôi ạ, tại vì còn một cái món quà mà rất là đặc biệt, và đây cũng là một người mà cũng giống như tất cả các cô chú anh chị ở đây, rất rất là thương Út Cường. Và đây chính là cái món quà mà hôm trước cả nhà mình có chia sẻ là 5 chỉ vàng X BNG đó ạ. Dạ vâng, thì đây là món quà của một người rất yêu thương em. Và quậy tin rằng em sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương của người này. Cảm ơn cô gì bà ngoại. Dạ, cảm ơn có khoan để hỏi nhỏ nhỏ đi, con thấy trả lời được không, để con nghe thử con trả lời được, con mới cho nó lớn chứ mất công hỏi con không biết trả lời. Dạ sao hôm nay con đẻ, mẹ con đẻ con lúc mấy giờ? 21 năm về trước. Dạ cái này chắc để về con hỏi mẹ con xong lần sau con trả lời con ha. Chắc mẹ con cũng biết mấy giờ quá à. Có khi mẹ con đang ngủ mớ rồi đẻ con không chừng, con cũng không biết nữa. Dạ cuối, bây giờ là chuẩn bị hát được không ạ? Dạ rồi, con biết là các cô chú ngồi ở xa xa kia có rất là nhiều cô chú cũng tuổi cũng khá là cao xíu, nên là khó di chuyển đến bên này, đến đây là để nghe Cường hát mà đúng không? Cho nên là cô chú anh chị ơi, một xíu ở đây Cường sẽ mang lời ca tiếng hát đến cho tất cả mọi người. Cường đã chuẩn bị, như con chia sẻ đó, Cường đã chuẩn bị cả 100 bài hát lận. Nhưng mà lỡ như mà mình không kịp mang hết 100 bài thì vài bài cũng được đúng không ạ? Trước khi hát cho con hỏi là có ai muốn tham gia chơi trò chơi cùng Cường không ạ? Dạ, nhưng mà chắc là cho con mời đi để tiết kiệm thời gian, Cường còn hát nữa nha. Dạ, em mời chị.
Em mời chị. Bàn này có hai không ạ? Dạ em mời chị là hai người. Dạ rồi. Dạ mình không lên chắc giùm em nha, mình không lên. Hai người mời hai cô chú anh chị em vừa mới mời lên giúp giùm em ạ. Mình trò chơi mình nhanh lắm ạ. Trò chơi này cũng có hát với tường luôn. Dạ ba người. Rồi bé bốn người. Rồi chị năm người. Dạ rồi đủ năm người ạ. Dạ trò chơi đơn giản lắm, mình sẽ ra một bài hát mình gọi là hát nối, ai mà không có cái bài không có cái từ đó trong bài hát là người đó sẽ thua. Cường sẽ là người bắt đầu trước, mời Cường. Ủa vậy em hát trước hả? Đúng rồi. Hay bốc à bốc thăm luôn hả? Đúng rồi. Chết rồi. Ủa là cái này có phạt gì không? Có chứ. Phạt nặng không? Nặng. Em hả? Trời ơi sao em? Năm. Em sẽ là bốn. Đúng rồi. Ba. Hai. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sáng đông? Chứ đông. Không. Năm. Bốn. Chiều nay gió đông về. Dạ không á, mình chơi dễ dễ xíu thôi. Có chữ đông là được thôi, ban tổ chức người ta đưa luật chơi. Đúng rồi. Lại. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Người trai gió xưa, người ta gió mưa. Vắng. Rồi vắng. Dạ. Năm em chiều nay. Năm. Điểm đi. Ba. Hai. Một. Rồi. Hết giờ rồi. Một chị thua rồi. Ê chị đừng đi chốt mà còn dạ, bị phạt ơi, mà. Khoan, cô còn phạt. Mình còn bị phạt mà sao mà đi nhanh quá vậy? Dạ rồi tiếp. Vậy yêu cầu ban tổ chức lát phạt nặng xíu nha. Đúng rồi. Em qua rồi. Rồi bóc thêm đi Cường. Cường bóc đã. Ủa em hát nữa hả? Không em. Thôi em nghĩ là để Cường bóc xong Cường hát lên đúng cái chữ đó. Ủa? Em sẽ luôn luôn là người ủa? Ủa là em là trội hết. Đúng rồi. Chính xác rồi đó em ạ. Ngày. Năm. Bốn. Ba. Ngày xưa hoa lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Em đi. Em. Rồi em chính em ngày xưa. Ủa? Đó. Bài khác bài cô bài khác. Bài khác cô ơi. Em mới nhớ em tất cả là em. Làm sao quên được phút giây em đêm. Đêm. Chết rồi gặp thứ dữ không luôn. Rồi. Đêm anh. Chữ đêm. Năm. Rồi anh đêm đi anh. Cái chữ đêm này em cũng không có cứu được anh đâu. Đêm. À, đêm không có bé. Đêm. Hát thêm đoạn nữa đi chị. Hát cho cô ơi. Hát thêm đoạn nữa qua chữ khác. Rồi cô cho chữ khác đi. Hát một đoạn khác để dành cho anh bên cạnh. Dạ. Chứ không tô đêm là khó quá. Dạ em. Từ cuối nha, lần cuối nha. Về đây bên nhau, ta lối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gửi. Rồi có em rồi. Phải nắng còn đường xưa, xưa. Những chiều hẹn cơn mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai em. Anh thấy lòng mình giá băng. Rồi băng. Băng. Trời khó quá. Chữ băng. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Không, chữ này có băng á. Em ơi có phải trời đã sang đông? Mưa đông giá băng. Mùa đông giá băng, anh đang chờ. Mùa đông ái ân, anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Em trời ơi. Rồi bà nhỏ kia biết chơi không vậy? Trời ơi.
Rồi ơi, con đứng đây đi, đây nè. Em hát bài thiếu nhi đi. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đã đến trường học trong bao điều là trôi tiếng cười là những nụ hoa. Trời ơi, quá trời tới trường đó. Ủa rồi có bóng không? À, tới tao không, tới em tới trường hoa đó. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đấy nào ai biết không, mang những hoài mộng đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Sang ở sang đi, dạ sang. Rồi sang. Năm mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa đào anh. Năm bốn ông đất thủ này mạnh nè. Xuân đêm thao thức vì anh, anh phải nói nữa, bạn này đổi môi rồi. Vì lời ra từ lúc anh chưa về. Anh sẽ chưa chơi nhát sao con thắng. Về thì đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Rồi tới anh bé, bé con là nhờ anh Cường nhắc, là nhờ cái gì, anh phải nắng con đường xưa, là nhờ anh Cường nhắc con liền. Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em ở đông quê. Hoa ấu thơ cắm ca mơ về nơi âm tây. Mẹ mẹ đi, mẹ đi, mẹ cho dễ anh chữ mẹ đi để anh dễ vô. Chơi dễ nha, chơi dễ không được nha. Rồi tới chữ mẹ. Mẹ ơi con đã ở chết rồi, bắt không cao. Mẹ ơi con đã lớn rồi, đừng lo con nữa mẹ ơi. Rồi ơi, ơi. Nam ơi Ly nàng ơi, ơi Ly nàng ơi, thương anh mà em đợi. Đợi, đợi. Mình phải chơi sao cho nó khó lên con. Để mình đánh bại mấy người kia giữ. 4 3 2 1 Đúng. Rồi đợi, đợi nha đó anh ơi. Cái gì? Anh em muốn xích bản không? Ủa là thua là phải bốc lại hả? Bốc lên từ đầu. Cha. Tình cha má như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn nguồn. Sập nguồn anh luôn. Rồi. Năm. Ủa cô hả? Đừng ai nhắc, đừng ai nhắc. Để. Nguồn. Năm. Bốn. Một nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Con cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ra. Rồi anh ra chuồng gà luôn. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi người. Anh chơi gì chết bé ơi. Rồi, chữ gì? Ngữ. Ai về là về sông hương. Hương. Hương được rồi, hương được rồi. Quê hương là chùm khe ngọt. Quê hương là chùm khe ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học. Được rồi, được rồi, được rồi. Học đi. Học. Ủa? Chứ học đi cho dễ. Đâu học hả? Ai? Không tới em đó. Thôi chết rồi. Thôi chữ khác đi em. Chữ... Được rồi, được rồi. À, đi học về là đi học về. Hãy vào nhà em chào cha mẹ. Cha thương em rất quen. Mẹ ôm em hôn đôi má em. Sao dễ vậy? Nữa em nữa hả? Em ơi
Hà Nội phố. Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Hoa xưa thôi rơi, thương em tôi một ngày nắng đẹp. Cường, em gặp đối thủ mạnh quá. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, 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 ơi. Năm. Ơi, ơi Ly nàng ơi, anh thương mạn đời. Chim trắng cò ta nghe tai tai tê lòng lòng. Rồi luôn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Dào. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Rồi. Đã loại đi một đối thủ mạnh. Rồi hai. Chấp hai cô luôn, hai cô cháu luôn. Mới nè. Dạ mới hả? Người. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay. Tay. Tay ơi, tay. Chắc chưa tới sáng quá. Năm. Bàn tay em nắm ngón kêu xa. Có bài đó, có. Có bài gì chị? Bài tên gì? Bây giờ hỏi Cường không biết bài đó nè, thôi nha. 5 4 3 không có, có bài đó. À, có, xác nhận rồi, chính chủ xác nhận có bài đó. Bài Giáng Ngọc. Cái gì xa kìa. Xa. Thôi con tới đây là hay rồi. Được rồi, con tới đây quá giỏi rồi. 4 3 2 1 yeah, và đã ra tìm ra người chiến thắng rồi. À chưa, còn hai người quên. Không. Em còn chơi đó. Bé, con qua bên kia đi. À, cô với lại hai đứa mình ra giữa giúp xong kiếm hộp bích. Ok. Khó lên nha. Em thua là em xỉu trên sân khấu đó. Hai đứa tự loại nhau. Từ gì ạ? Từ gì? 5 4 gì từ chị? Anh 5 Anh 3 Anh 2 Anh muốn sống bên em tròn đời. Rồi. Trời đất ơi. Em ơi 60 năm cuộc đời. Hát sai. Em xác nhận hát sai nha. Hát sai. 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết thương ai đây. Rồi xong. Về đây bên nhau. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. 5 4 Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Rồi. Là niệm cô. Sao em kỷ niệm? Sao dạ. Em kỷ niệm? À, anh chị ơi, anh chị thông mến, bây giờ em thấy không công bằng một điều. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Thôi em nói đùa vậy thôi, chắc là tới đây là em thấy mọi người cũng khá là vui rồi, cho nên là xin phép gửi tặng quà cho tất cả 5 người chơi đi ạ. Để mình sẽ cùng nhau. Cái đâu phạt, đừng phạt. Chơi vui thôi đúng không chị? Dạ, cho em hỏi ý kiến của các cô chú anh chị đi. Cô chú anh chị có muốn phạt Cường không ạ? Phạt. Biết vậy nãy không chơi ha. Dạ rồi, thôi chắc là em mời gửi quà giúp giùm em đi ạ. Rồi mời các anh chị, cô chú anh chị chúng ta sẽ đứng ra giúp em ạ. Dạ đúng rồi, cho nên con đâu có phạt đâu. Bây giờ là xong rồi.
Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Dạ, có quà, có quà. Ai chưa nhận quà quê? Cảm ơn con. Dạ rồi, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bé rất nhiều. Cô chú anh chị thân mến, đây sẽ là giờ phút mà Cường sẽ gửi đến những món quà tinh thần, những ca khúc mà Cường đã chuẩn bị từ trước để có thể gửi tặng đến cho cô chú anh chị đến tham dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Con biết là ở đằng xa xa kia có rất là nhiều cô chú anh chị không thể lên trên này được, cho nên là ngày hôm nay riêng bản thân của em cảm thấy rất là may mắn, bởi vì mình là người dẫn chương trình, mình được đứng gần ca sĩ. Con nói thiệt là mọi người biết là Cường rất là có rất là nhiều tình yêu gửi tặng đến cho mọi người, nhưng mà đứng bên cạnh chàng trai này ấm áp lắm ạ. Thật sự cái năng lượng của bạn tỏa ra rất ấm áp, cho nên là bây giờ chắc là chị xin phép nhường sân khấu lại cho Cường để Cường có thể giao lưu và mắt những ca khúc để cho tất cả mọi người nha. Hôm nay thì con có tập dượt với lại anh guitar ở đây. Cô chú anh chị có thể cho anh guitar một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần không ạ? Dạ cũng rung quá. Dạ và sau đây con xin tặng cho cô chú anh chị một bài hát, một sáng tác nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, các khúc đơn mang tên Mùa Đông Của Anh ạ. Và người say không biết buồn.
cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu ta. Đêm chia ly anh về đường khuya em bật khóc, ta xa nhau thật rồi làm sao quên mùi ta. Em hỏi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Như cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc anh lang thang ôm giá băng thầm người yêu ta. Đêm chia ly anh về đường khuya em bật khóc, ta xa nhau thật rồi làm sao quên mùi ta. Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ mới lên chơi trò chơi mà nhìn mới đây nhớ rồi. Chắc cái này nhớ xạo rồi nè. Nhớ xạo nữa hả con? Dạ nhớ, nhưng nhớ này nhớ xạo nè. Dạ để thay đổi cái gì? Không khí. Ờ cảm ơn nha, trời ơi dữ nhất. Bí văn ở dưới là có nhắc liền. Hay quá. Và sau đây con xin gửi tặng đến cô chú anh chị một sáng tác, một ca khúc nhạc hoa là vì ca khúc được mang tên Tình Đôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Trấn ạ. Biết bối rồi vì những lúc thoáng em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em. Em yêu kiều thương tha cho hồn đắm say,
cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay êm ái. Em nào biết, em nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu, lời thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không vội vã như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Cô chú anh chị ở dưới ăn no chưa hả? Chưa. Chưa hả? Rồi. Dạ. La quá đói nữa hả? La quá đói tường ơi. Trời ơi. Dạ. Và ca khúc tiếp theo con xin phép được gửi tặng đến cô chú anh chị ca khúc Một đêm say của nhạc sĩ Thịnh Si. Cô chú chị có thể đứng lên được không ạ? Đứng tại chỗ. Đứng tại chỗ. Dạ một đêm say. Một đêm say mọi người. Dạ có cô chú chị nào say chưa? Đừng có lên xin lỗi. Khi đêm môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn con đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, về lại gần
hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời, lại gần hôn anh sẽ đến trời vơi. Giờ còn đôi ta, khi là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta. Một lần trên đời, suy nghĩ lắm chỉ em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, tình yêu ngọt trên đôi môi. Lại gần, anh sẽ đến mặt trời. Lại gần. Còn kia là núi hay là nhà, giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Em có chú chị hát chay cùng con đoạn này nha. Lại gần lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Trong hơi thở lại gần hôn anh đi, khi đôi môi em còn đỏ mộng, còn muốn nói con yêu mọi người. Lại gần hôn con, hãy con hãy nghe anh chơi vơi. Rồi, dạ được rồi. Cứu con. Alo, dạ con mời cô chú anh chị chúng ta sẽ xuống ngồi ngay bàn một xíu nữa, con xuống với mọi người rồi mà chụp ảnh nha. Trời ơi, tụi bé mồ hôi mồ kê chạy ướt hết rồi. Quá thương, quá thương. Dạ cô chú anh chị ơi, cho Cường nghỉ giải lao tầm khoảng vài giây nha, để Cường nạp lại năng lượng một xíu. Con mời cô chú anh chị chúng ta di chuyển về bàn của mình, để một xíu nữa Cường tiếp tục mang đến ca khúc, rồi Cường sẽ di chuyển về bàn của cô chú anh chị để chúng ta rồi giao lưu chụp ảnh sau à. Cường ngày hôm nay sẽ ở lại với mọi người, cho nên là cô chú anh chị đừng lo lắng nha. Đây, con chào mọi người. Dạ rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi, xong. Dạ dạ. Dạ, một người lên xin lại là con biết là sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị khác nữa. Dạ rồi. Dạ.
Có cẩn thận không? Rồi, trời ơi, cô chú anh chị ơi, con đứng gần Cường á, mồ hôi chảy từ trên xuống dưới, mà cái áo sweater nó dày như vậy mà nó thấm ra sau lưng luôn rồi. Ngày hôm nay là Cường đã rất là gọi là gửi gắm hết tất cả tình yêu của Cường gửi đến cho tất cả cô chú anh chị, bởi vì là cô chú anh chị đã tổ chức một buổi sinh nhật tuổi 21 quá là hoành tráng luôn. Rồi, nóng không? Dạ cái này về chắc em còn ký rưỡi quá. Nãy giờ ôm muốn chết luôn. Rồi, giờ chắc là chị xin phép nhường sân khấu lại cho em nha. Dạ. Dạ nãy mình nãy bài hát cũng khá là vui rồi, và sau đây con xin phép được lắng động lại một chút xíu. Sau đây con xin gửi tặng đến cô chú chị một sáng tác nghệ sĩ Minh Vi ca khúc đồng tên Mẹ Tôi ạ.
nhớ mẹ. Lòng cô chú anh chị buồn ngủ chưa ạ? Dạ chưa, sao dưới im liền quá vậy? Khoan, lại. Dạ vâng, căng cô đơn hát guitar đâu có được. Được không? Dạ cho cái lời. Cho em xin cái lời đi. À, vâng, trăng cô đơn. Đây. Đó đây. Không biết giờ nó còn chạy không? Chắc có chứ. Kiện có xe điện chạy. Bác có yêu cầu. Dạ mà hát bài này cô chú anh chị dưới hát ca mồi cho con được không? Được. Đưa cho anh cho em vài nốt coi em vô được không? Cho thêm đớn đau, tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang ngang, một người lệ rơi đứng trông. Em ơi, còn gì cho nhau, hãy em ơi đêm nay vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa, ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Trôi theo năm tháng, để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Cô Ese Thảo Nguyễn của em gửi tặng đồng sĩ. Cảm ơn. Vâng ạ, và chắc là em xin cảm ơn. Dạ. Dạ cô hát một câu thôi nha. Khi ai nhắc về Trà Vinh, đầu tiên nghe hai chữ chân tình. Ai ơi dẫu ngàn dặm xa, một lần thôi xin ghé qua. Nơi đất ngọt lời thương nhớ, nơi đi giao từng trang thơ. Khúc ca Trà Vinh tình đất tình người. Dạ thôi khúc thôi. Dạ sao trời làm gió hả? À,
trăng ánh trăng khuya dần, thức trắng canh thâu mai làm cô dâu. Làm sao lo lắng được em cả đời. Khuya đã khuya hơn rồi, đi sớm đi em mai còn tương lai. Ngày mai em bước theo cầu, anh mãi sầu. Ôi, bữa nay sao nhiều thử thách quá vậy? Anh về miền Tây. Anh về miền Tây. Dạ rồi. Dạ rồi, và sau đây nãy giờ con hát đơn rồi, và sau đây con xin mời một chị FC của mình lên hát song ca được không ạ? Dạ đây. Dạ chị lấy rồi, lấy chồng rồi. Dạ chị giới thiệu chị tên gì đi. Dạ. Đến từ đâu? Có mấy chồng có chồng chưa và có bao nhiêu con rồi? Lộn. Dạ, em tên là Kiều Thanh, là nằm trong FC của Cường cũng từ lâu lắm rồi, từ lúc mà em thi Việt Nam Idol Kids tới giờ. Em ở Hồ Chí Minh. Dạ, chị có chồng chưa? Mới có. Rồi, có con? Chưa. Có con, chưa. Điều tra dữ vậy. Hả? Quay làm cậu sao vậy? Dạ. Sao đâu quay làm cậu á? Chị? Sớm quay làm cậu. Dạ, đúng rồi. Là tính ra con có nhiều cháu lắm luôn ta. Mới có 21 tuổi mà kêu cậu hết ráo. Cậu ốm á, cậu ra. Dạ và rồi chị giới thiệu bài hát đi. Bài hát này thì hai chị em cũng mới tập hồi sáng. Và cũng chưa bao giờ hát lần nào luôn. Mà hôm nay đoán hả? Rồi chị nói đi, chị kêu nói sao? Cái bài này là Cường chưa bao giờ hát hết á. Không biết ở đây mọi người có thể đoán thử một cái bài sôi động. Giai điệu, cho giai điệu đi anh. Đúng rồi, đúng không ạ? Đoán đúng có quà không hả? Cũng hên xui. Dạ rồi. Có quà thì đoán. Dạ thôi, để hát đi rồi đó. Dạ. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây,
mong chờ ngày kia sẽ có một cơn gió mang ngắm mây trở về lại bên đời nuôi. Bao nỗi yêu chẳng đổi thay, nhưng như sắp mây đã đổi mùa. Có lúc mây muốn một mình thả trôi đối với bên làn gió. Ai hay nỗi kia buồn xanh sao trong thế gian mây muốn trời tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đâu buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên. Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây. Cùng cơn gió kia, ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đâu buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên, ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đâu buồn hơn. Mây đi rồi có cây trắng còn hồn nhiên, ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đâu. Dạ cô chú anh chị cho chị Thanh một tràng với tay thật lớn đúng không ạ? Nghĩ đi con, xuống cái này đi. Cảm ơn anh, nghĩ đi xuống này đi.